Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn cùng đón xem tử vi 12 con giáp thứ 3 ngày 28 tháng 7 năm 2020. Theo âm lịch là ngày 8 tháng 6 năm Canh Tý. Hôm nay là ngày Nhâm Thân, tháng Quý Mùi, năm Canh Tý. Và ngày này là ngày hoàng đạo, giờ hoàng đạo trong ngày, giờ Canh Tý từ 23 giờ đến 1 giờ, giờ Tân Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Giáp Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Ất Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Đinh Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, giờ Canh Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ. Về ngũ hành niên mệnh kiếm phong kim, ngày Nhâm Thân tức chi sinh cho can, có nghĩa là kim sinh cho thủy, ngày này là ngày cát, nghĩa thật là tốt. Về nạp âm kiếm phong kim, về tuổi kỵ tuổi bính dần, canh dần, ngày thuộc hành kim, khắc với hành mộc, đặc biệt là tuổi Mậu Tuất nhờ kim khắc mà được lợi nhé. Ngày Thân lục hợp với Tỵ, tam hợp với Tý, thành thủy cục, xung với dần, hình hợi, hại hợi, phá tỵ và tuyệt mão nhé. Tiếp theo, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp ngày 28 tháng 7 năm 2020 như sau nhé. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi ngày 28 tháng 7 năm 2020 thứ 3 của bạn tuổi Tý. Xem tử vi ngày thứ 3 này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy rằng là cái vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày này, bạn đang gặp được ngày ngũ hành tam hợp Thân Tý Thìn, cho nên bạn tuổi Tý có được một ngày trí tuệ rất chi là minh mẫn và bạn cũng rất chi là sáng suốt nhé. Ngày này với bạn tuổi Tý, bạn có thể đưa ra những cái quyết định đúng đắn ngay trong những cái tình huống khó khăn nhất với bạn. Điều này khiến cho mọi người rất chi là tin tưởng bạn luôn đó. Trong ngày thứ 3 này với bạn tuổi Tý, vận trình công danh sự nghiệp của bạn tiến triển được thuận lợi. Cái điều này khiến cho bạn nhận được cái sự khâm phục từ đồng nghiệp và công nhận của cấp trên nữa đó. Bạn tuổi Tý, bạn đang có một tiền đồ rất rộng mở và bạn hãy tiếp tục cố gắng hơn nữa vào những ngày sau, chứ không nên chỉ đứng hứng thú nhất thời bạn tuổi Tý nhé. Ngày này đối với bạn tuổi Tý, bạn cũng đang gặp được ngày ngũ hành tương sinh, cho nên cái con đường tình duyên của bạn cũng có được cái sự khởi sắc. Ngày này đối với những bạn đã in bề gia thất rồi thì cũng luôn được yêu thương và có được cái sự thấu hiểu lẫn nhau. Bạn mệnh tin tưởng nửa kia của mình và luôn thảo luận cùng với người ấy mọi vấn đề trong nhà nữa đó bạn tuổi Tý nhé. Ngày này với bạn tuổi Tý, cái quan niệm vợ chồng và đồng lòng thì cái chuyện gì cũng có thể xử lý một cách êm xuôi, trong ấm ngoài êm được bạn tuổi Tý nhé. Về giờ tốt của bạn tuổi Tý trong ngày thứ 3 này là từ 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ tuổi Tuất, tuổi Mùi. Tử vi ngày 28 tháng 7 năm 2020 thứ 3 của bạn tuổi Sửu. Xem tử vi ngày thứ 3 này với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy rằng là trong ngày này với bạn tuổi Sửu, bạn đang có cái điểm báo, có chính quan chiếu mệnh, cho nên bạn đang có được cái sự may mắn trên cái con đường công danh sự nghiệp cho mình nhé. Bạn tuổi Sửu, bạn có thể được chạm tới những cái cơ hội thăng tiến nhiều hơn mình mơ ước nữa, và bạn hãy tự tin thể hiện hết bản lĩnh của mình cho mọi người biết bạn xứng đáng được cái điều đó nhé. Ngày thứ 3 này với bạn tuổi Sửu, bạn mệnh đang đứng trước cái sự chuẩn bị thi cử, cũng sẽ gặp được nhiều cái điều như ý muốn. Tuy nhiên, cái điều quan trọng nhất vẫn là bạn tuổi Sửu cần phải ôn luyện thật kỹ càng, cẩn thận trước khi đi thi, chứ không phải là
dựa vào cái sự may rủi cho bản thân mình, bạn tuổi Sửu nhé. Trong ngày thứ ba này với bạn tuổi Sửu, ngày này bạn cũng đang gặp được ngày có ngũ hành thổ sinh cho kim, cho nên đối với những bạn còn độc thân thì dễ dàng tạo được ấn tượng đối với một nửa của mình nhé. Bạn cần phải cởi mở hơn nữa để mọi người nhận ra cái sự hấp dẫn của bạn, và nếu may mắn bạn mệnh có thể tìm được đối tượng ưng ý vào chính ngày hôm nay với bạn đó. Về giờ tốt của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ ba này là từ 7 giờ đến 9 giờ, quý nhân phù trợ tuổi Hợi, tuổi Mùi. Tử vi ngày 28 tháng 7 năm 2020, thứ ba của bạn tuổi Dần. Xem tử vi ngày thứ ba với bạn tuổi Dần, chua chúng ta thấy rằng là trong ngày này, cái vận trình của bạn tuổi Dần, bạn đang gặp ngày ngũ hành tứ hình xung Dần Thân Tỵ Hợi, cho nên bạn phải làm việc vô cùng là vất vả mà gần như không nhận được cái sự trợ giúp của bất cứ ai trong ngày cả. Và bạn tuổi Dần ạ, bạn hãy giữ tinh thần lạc quan, bạn mệnh sẽ thấy mọi việc trôi qua một cách dễ dàng hơn nhé. Trong ngày thứ ba này với bạn tuổi Dần, khi tham gia giao thông bạn cần phải thực sự chú ý, không nên nghỉ đông nghỉ tây mà mất đi tập trung trong khi lái xe, tạo ra nguy hiểm cho chính bản thân mình. Và bạn tuổi Dần ạ, bạn cũng cần phải chú ý tuân thủ luật giao thông, không vượt đèn đỏ dù có vội vã thế nào đi nữa bạn tuổi Dần nhé. Ngày này đối với những bạn làm nghề tự do thì sẽ nhận được tin vui về tài lộc nhờ có thực thần chiếu mệnh. Có thể là bạn đã cố gắng suốt cái thời gian qua và đây chính là lúc công việc công sức của bạn mệnh cũng được đền đáp. Và bạn tuổi Dần ạ, bạn hãy sử dụng tiền bạc của mình vào cái mục đích chính đáng và đừng quên thưởng cho bản thân mình một cái món quà nho nhỏ khi đi mua sắm bạn nhé. Về giờ tốt trong ngày của bạn tuổi Dần thứ ba này là 9 giờ đến 11 giờ, quý nhân phù trợ tuổi Thân, tuổi Tỵ. Tử vi ngày 28 tháng 7 năm 2020, thứ ba của bạn tuổi Mão. Xem tử vi ngày thứ ba này với bạn tuổi Mão, chua chúng ta thấy rằng là cái vận trình của bạn tuổi Mão trong ngày này, bạn đang gặp thương quang giáng họa, cho nên bạn tuổi Mão gặp phải nhiều cái chuyện rắc rối trong công việc, đặc biệt là có những cái sự mâu thuẫn với cấp trên khiến cho bạn không biết xử lý ra sao, thậm chí bạn mệnh còn đi vào cái tình huống tuyệt vọng đến mức nghĩ đến việc bỏ cuộc nửa đoạn. Thực ra bạn tuổi Mão trong ngày này bạn hoàn toàn có thể dừng lại nghỉ ngơi một chốc để lấy lại quyết tâm, sau đó lại tiếp tục đối diện với những cái thử thách mà cuộc sống đặt ra cho bạn. Bạn đừng có bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Nếu bạn tuổi Mão không muốn bao nhiêu cố gắng công sức của mình bỏ ra trước nay mà tan thành bọt biển bạn nhé. Tuy nhiên trong ngày thứ ba này với bạn tuổi Mão, bạn cũng đang gặp ngày ngũ hành xung khắc. Cái điều này làm cho bạn đang có cái điềm báo cái mối quan hệ giữa bạn và các thành viên trong gia đình cũng không được hòa hợp cho lắm. Có lẽ đôi bên cần phải dành nhiều thời gian để trò chuyện với nhau hơn, cứ ai làm việc nấy như bây giờ bạn tuổi Mão nhé. Nếu không thì cái tình cảm giữa mọi người trong gia đình càng trở nên xa cách hơn với bạn đó. Về giờ tốt trong ngày của bạn tuổi Mão thứ ba này là từ 7 giờ đến 9 giờ, quý nhân phù trợ tuổi Mùi, tuổi Mão. Tử vi ngày 28 tháng 7 năm 2020, thứ ba của bạn tuổi Thìn. Xem tử vi ngày thứ ba này với bạn tuổi Thìn ạ, cho chúng ta thấy rằng là ngày này với bạn tuổi Thìn, bạn đang gặp được ngày ngũ hành tam hợp Thân Tý Thìn, cho nên cái vận trình của bạn tuổi Thìn trong ngày này, công danh sự nghiệp của bạn được tăng tiến tương đối là thuận lợi nhé. Và bạn tuổi Thìn ạ, bạn chỉ cần tập trung cao độ, chú ý vào cái nhiệm vụ được giao thì chắc chắn kết quả mà bạn đạt được sẽ rất khả quan. Bạn cần phải nắm bắt lấy cái cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân mình, bạn tuổi Thìn nhé.
Tuy nhiên á, về bản thân của bạn tuổi Thìn trong ngày này, bản mệnh đôi khi lại quá lạnh lùng, không muốn chia sẻ cái quan điểm, suy nghĩ của mình với bất cứ ai. Và bạn tuổi Thìn, bạn cần phải mở lòng mình hơn, trao đổi ý kiến với đồng nghiệp xung quanh cũng là một cách để cho bạn nhận ra cái thiếu sót của mình và hoàn thiện bản thân mình hơn nữa, bạn tuổi Thìn nhé. Trong ngày hôm nay với bạn tuổi Thìn rất thích hợp để cho bạn làm tất cả mọi công việc, và bạn hãy bắt tay vào thực hiện những cái công việc đã lên kế hoạch từ trước đó vẫn còn chần chừ, bạn tuổi Thìn nhé. Do dự bởi cái khả năng thành công là rất lớn. Nhìn chung bạn tuổi Thìn trong ngày này có một ngày khá chi là trọn vẹn với bạn rồi. Về giờ tốt của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ ba này là từ 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ tuổi Thân, tuổi Hợi. Tử vi ngày 28 tháng 7 năm 2020, thứ ba của bạn tuổi Tỵ. Xem tử vi thứ ba này với bạn tuổi Tỵ ạ, cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tỵ trong ngày này, bạn đang có được báo hiệu tỏa ra vô cùng thông minh, nhanh trí trong ngày này nhá. Ngày này với bạn tuổi Tỵ á, tư tưởng của bạn có được cái sự cởi mở, phóng khoáng, giúp cho bạn nhanh chóng tiếp thu được ý kiến đóng góp của mọi người, khiến cho mọi cái kế hoạch trong công việc của bạn tiến triển càng thêm phần thuận lợi, trôi chảy với bạn. Bên cạnh đó, trong ngày thứ ba này với bạn tuổi Tỵ á, bạn rất chi là hăng hái giúp đỡ người khác. Tuy nhiên, bạn hãy xác định tinh thần chưa chắc thì sự giúp đỡ của bạn tuổi Tỵ đã được đối phương ghi nhận đâu vào đó rồi nhé. Bên cạnh đó, bản mệnh tuổi Tỵ trong ngày này, bạn cũng rất chi là hăng hái giúp đỡ người khác. Tuy nhiên, bạn hãy xác định tinh thần chưa chắc cái sự giúp đỡ của bạn đã được đối phương ghi nhận đâu đó bạn nhé. Chính vì thế mà bạn tuổi Tỵ nếu còn muốn giúp đỡ ai đó, bạn cần phải có tấm lòng vô tư, chứ đừng so đo thiệt hơn bạn tuổi Tỵ nhé. Ngày thứ ba này với bạn tuổi Tỵ, cái vận trình tài lộc của bạn cũng đang có cái dấu hiệu chuyển biến theo cái chiều hướng tích cực. Bản mệnh có cái khả năng sẽ phát tài nhờ cái việc đưa ra những cái sự lựa chọn đúng đắn cho mình. Trong công việc của bạn tuổi Tỵ ngày này, nếu như bạn làm thêm cũng có thể khiến cho bạn có được cái nguồn thu nhập tăng lên đáng kể. Và bạn tuổi Tỵ có thể tự thưởng cho bản thân mình một cái món quà động viên tinh thần mình được tốt hơn bạn nhé. Giờ tốt của bạn trong ngày từ 7 giờ đến 9 giờ, quý nhân phù trợ tuổi Dậu, tuổi Sửu. Tử vi ngày 28 tháng 7 năm 2020, thứ ba của bạn tuổi Ngọ. Xem tử vi ngày thứ ba này với bạn tuổi Ngọ cho chúng ta thấy rằng là bạn tuổi Ngọ trong ngày này, bạn cần phải dành nhiều thời gian cho gia đình của mình hơn. Có lẽ bạn tuổi Ngọ đã quá tập trung vào cái công việc của mình rồi, nên dồn nén hết trách nhiệm cho người ấy, từ những cái công việc đơn giản cho đến cái công việc phức tạp. Và bạn mệnh tuổi Ngọ nên biết chăm lo cho gia đình, vốn là trách nhiệm của cả hai người bạn nhé. Ngày này những bạn tuổi Ngọ còn trẻ có thể nảy sinh ra những cái sự mâu thuẫn bất đồng với những thành viên trong gia đình, và trước khi đưa ra những bất cứ cái lời phản bác nào, bạn hãy lắng nghe ý kiến của cha mẹ đã bạn nhé. Cái nhìn của bạn mệnh chưa chắc đã được chính xác và toàn diện như những người đi trước được đâu đoạn. Tuy nhiên trong ngày thứ ba này với bạn tuổi Ngọ, ngày này bạn lại đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh, cho nên mọi cái sự nỗ lực của bạn tuổi Ngọ trong công việc cũng đã được đền đáp xứng đáng cho bạn nhé. Bạn tuổi Ngọ, bạn mệnh có thể được lãnh đạo xem xét cân nhắc lên cái vị trí thích hợp với cái năng lực, hoặc là được nhận một cái khoản tiền thưởng kha khá với bạn trong ngày rồi đó. Về con số may mắn của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ ba này là số 5, số 7, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, quý nhân phù trợ tuổi Thân,
tuổi Hợi. Tử vi ngày 28 tháng 7 năm 2020, thứ ba của bạn tuổi Mùi. Xem tử vi ngày thứ ba này với bạn tuổi Mùi ạ, cho chúng ta thấy rằng là cái vận trình của bạn tuổi Mùi trong ngày này, bạn đang gặp được chính quan chiếu mệnh, cho nên bạn tuổi Mùi luôn nghiêm túc trong công việc. Chính vì vậy mà bạn đạt được những cái kết quả rất chi là xứng đáng, rất chi là tích cực. Bạn mạnh nhận được cái sự quý mến của cấp trên và có thể được thăng chức trong tương lai gần với bạn nữa đó. Tuy nhiên á, trong ngày thứ ba này với bạn tuổi Mùi, bạn cần phải cởi mở hơn trong cái việc tiếp thu ý kiến của mọi người, đừng có cố chấp bảo thủ với những cái quan điểm từ trước đến nay của mình bạn tuổi Mùi nhé. Đôi khi bạn tuổi Mùi sẽ nhận thấy người ngoài có cái nhìn khách quan và chính xác hơn bản thân mình nhiều nữa đó. Trong ngày thứ ba này với bạn tuổi Mùi, ngày này bạn cũng đang gặp được ngày thổ sinh cho kim, cho nên cái vận trình tình cảm của bạn cũng rất chi là êm đẹp. Bạn mệnh và người ấy luôn cố gắng lắng nghe, thấu hiểu lẫn nhau, thậm chí không còn ai phải nói rõ thành lời nữa đó bạn nhé. Và bạn tuổi Mùi để có được như vậy là nhờ vào việc hai người luôn tâm sự và trao đổi ý kiến với nhau mọi chuyện trong cuộc sống đó. Giờ tốt của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ ba này là từ 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ tuổi Tuất, tuổi Dậu. Tử vi ngày 28 tháng 7 năm 2020, thứ ba của bạn tuổi Thân. Xem tử vi ngày thứ ba này với bạn tuổi Thân á, cho chúng ta thấy rằng là cái con đường tình duyên của bạn tuổi Thân trong ngày này rất chi là tốt đẹp nhá. Cái mối quan hệ giữa hai người vô cùng là gắn bó. Khi gặp phải cái khó khăn gì trong cuộc sống, bạn cũng luôn tâm sự với nửa kia của mình, cho dù người ấy không thể đưa ra phương án giải quyết thích hợp thì bạn mệnh cũng thấy nhẹ nhõm hơn trước rất chi là nhiều luôn đó nhá. Và trong ngày thứ ba này với bạn tuổi Thân, bạn cũng rất chi là tự hào về con cái của mình, cho dù con cái của bạn tuổi Thân chẳng phải là người học giỏi nhất đi chăng nữa. Bạn mệnh tuổi Thân cho rằng người ta có thể rất giỏi nhiều thứ trên đời, chứ không chỉ là việc học giỏi như nhiều bậc cha mẹ quan niệm đâu bạn nhé. Trong ngày thứ ba này với bạn tuổi Thân, bạn cũng đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh. Cái điều này cũng báo hiệu cho bạn tuổi Thân trong ngày này gặp nhiều may mắn trong cái vận trình, công danh, sự nghiệp của mình nhé. Bạn tuổi Thân, bạn mệnh dễ dàng tạo được uy tín và sự tin tưởng cho người khác nhờ những cái thành tích của mình. Đây là cái dấu hiệu tốt nếu như bạn tham gia vào những cái cuộc thi bầu cử sắp tới đó. Về giờ tốt của bạn tuổi Thân trong ngày thứ ba này là từ 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ tuổi Sửu, tuổi Thân. Tử vi ngày 28 tháng 7 năm 2020, thứ ba của bạn tuổi Dậu. Xem tử vi ngày thứ ba này của bạn tuổi Dậu ạ, cho chúng ta thấy rằng là trong ngày này, cái vận trình của bạn tuổi Dậu về con đường công danh, sự nghiệp của bạn tiến triển rất chi là thuận lợi, bởi bạn đang gặp được ngày ngũ hành nhị hợp hỗ trợ cho bạn nhé. Ngày này với bạn tuổi Dậu ạ, bạn hoàn thành tốt những cái công việc được cấp trên giao phó, sự tự tin khiến cho bản mệnh không ngần ngại khi phải đối diện với những cái khó khăn, thách thức trong công việc của mình đó. Và bạn tuổi Dậu, bạn cũng có được những cái cơ hội gặp được quý nhân trong ngày hôm nay. Bạn tuổi Dậu có thể học được những cái điều rất giá trị từ người ấy. Và điều này sẽ mang lại nhiều cái lợi ích cho công việc của bạn về sau này nhé. Trong ngày này, nếu như bạn tuổi Dậu có gặp trục trặc trong cái vấn đề gì đi nữa, bạn mệnh cũng đừng có ngần ngại lên tiếng nhờ cái sự giúp đỡ của mọi người xung quanh bạn tuổi Dậu nhé. Nếu có ý định xuất hành trong ngày hôm nay thì bạn tuổi Dậu bạn nên chọn đúng những cái hướng tốt để công việc của mình thêm phần thuận lợi, suôn sẻ,
Hướng tốt trong ngày hôm nay với bạn tuổi Dậu như là hướng Nam sẽ gặp hỷ thần và hướng Tây sẽ gặp được tài thần, rất tốt cho bạn, bạn tuổi Dậu nhé. Về giờ tốt trong ngày của bạn tuổi Dậu là từ 7 giờ đến 9 giờ, quý nhân phù trợ tuổi Tuất, tuổi Thìn, Thìn. Tử vi ngày 28 tháng 7 năm 2020, thứ ba của bạn tuổi Tuất. Xem tử vi ngày thứ ba này với bạn tuổi Tuất á, cho chúng ta thấy rằng là trong ngày này bạn đang gặp thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi Tuất, cái vận trình của bạn không được may mắn cho lắm nhá. Ngày này với bạn tuổi Tuất á, bạn là người năng động, nhiệt tình nhưng lại rất dễ bị kích động, bất đồng ý kiến với mọi người. Bạn cần phải suy nghĩ trước khi nói, bởi cái lời nói của bạn mệnh rất dễ gây tổn thương hoặc mất lòng người khác trong ngày lắm đó. Có lẽ bạn tuổi Tuất cũng không muốn một cái hành động bồng bột, bồng phát của mình lại gây ra những tác động tiêu cực cho cái sự nghiệp của mình về sau này. Tài lộc trong ngày của bạn không quá dồi dào và bạn tuổi Tuất có thể nhận được một chút tiền thưởng nhưng không đáng kể, hầu như chỉ ổn định với cái nguồn thu nhập của mình hiện tại đó thôi bạn tuổi Tuất nhé. Và trong ngày thứ ba này với bạn tuổi Tuất á, bạn cũng đang gặp được ngày ngũ hành tương sinh. Cái điều này cho thấy cái vận trình tình duyên của bạn được khởi sắc, đào hoa vượng phát. Và nếu như tìm được đối tượng nào đó tiếp cận, bạn tuổi Tuất nhận thấy rằng đó là một người tốt thì hãy cho đôi bên một cái cơ hội để tìm hiểu lẫn nhau. Bạn mệnh nên cởi mở và chủ động hơn, rồi một cái kết quả hạnh phúc sẽ đến bên bạn mà thôi bạn tuổi Tuất nhé. Về giờ tốt của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ ba này là từ 9 giờ đến 11 giờ, quý nhân phù trợ tuổi Hợi, tuổi Dần. Tử vi ngày 28 tháng 7 năm 2020, thứ ba của bạn tuổi Hợi. Xem tử vi ngày thứ ba này với bạn tuổi Hợi á, cho chúng ta thấy rằng là ngày này bạn đang vướng phải cục diện ngũ hành tương phá Dần Thân Tỵ Hợi, cho nên bạn tuổi Hợi đang gặp nhiều cái chuyện phức tạp rắc rối trong ngày hôm nay nhé. Ngày này với bạn tuổi Hợi đang có điểm báo, có kẻ tiểu nhân có thể xuất hiện mang đến cho bạn nhiều thị phi. Thế nhưng bạn đừng có chớ vội nóng nảy, mất bình tĩnh mà nên tìm hiểu nguồn gốc vấn đề trước khi xử lý bạn tuổi Hợi nhé. Về tính tình của bạn tuổi Hợi trong ngày này cũng rất chi là dễ bị kích động, bản mệnh dễ đưa ra những cái quyết định sai lầm trước khi làm một việc gì đó nếu còn chưa chắc chắn, hay là bạn cần phải thảo luận với những người đáng tin cậy xung quanh mình xem sao bạn tuổi Hợi nhé. Có thể là bạn tuổi Hợi sẽ tìm thấy một hướng đi đúng đắn cho mình hơn đó. May mắn là trong ngày thứ ba này với bạn tuổi Hợi, cái con đường tình duyên của bạn lại có phần tín trịnh, êm đẹp. Nửa kia chính là chỗ dựa rất chi là vững vàng cho bạn trong ngày hôm nay. Nếu có cái điều gì khiến cho bản mệnh khó xử, bạn hãy trò chuyện với người ấy, đối phương luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra cho bạn tuổi Hợi những cái lời khuyên chân thành, hữu ích cho bạn lắm bạn tuổi Hợi nhé. Về giờ tốt của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ ba này là từ 7 giờ đến 9 giờ, quý nhân phù trợ tuổi Mão, tuổi Ngọ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Xin chào và hẹn gặp lại.